hình ảnh anh chị em đang xem là sau cơn bão số 5 ở Việt Nam, đặc biệt là ngôi thánh đường của giáo họ Hương Cần thuộc giáo xứ Dương Sơn, khi cơn bão đi qua đã cuốn bay một phần mái tôn, làm gãy đổ một số cột ngang và nứt nhiều mảng tường của nhà thờ. Nhiều nhà thờ trong tổng giáo phận Huế bị ảnh hưởng và thiệt hại sau cơn bão số 5, như nhà thờ giáo họ Hương Cần, nhà thờ giáo xứ Đốc Sơ, nhà thờ giáo xứ Tây Lộc, nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhà thờ Sơn Quả, nhà thờ Phủ Cam, Đại Chủng Viện Huế và còn nhiều nhà thờ khác trên địa bàn giáo phận Huế bị ảnh hưởng bão số 5. Với khuôn viên có nhiều cây cổ thụ lâu năm cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi cơn bão này. Nhiều cây bị xé nứt toát ra hoặc bật nguyên cả gốc rễ. Cơn bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị sáng ngày 18 tháng 9, 2020, đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh, khiến nhiều cây cối và cột điện bị ngã đổ. Một số đường dây điện bị đứt đã khiến mất điện trên diện rộng. Nhiều nhà thờ ở giáo phận Huế cũng bị thiệt hại, tùy thuộc vào mức độ ở gần tâm bão. Có nhà thờ bị cuốn đi một phần nào đó mái nhà thờ. Rất nhiều cây cổ thụ bị bật gốc ngã, tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Bởi sức mạnh của thiên nhiên, cơn bão đã làm cho các sân nhà thờ trở thành bãi chiến trường, bởi nhiều nhánh cây rơi rớt khắp sân. Một số giáo xứ như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhà thờ Hà Thanh có một vài mái ngói bị nứt hoặc rơi vỡ khi cơn bão quét ngang qua. Và khi cơn bão đã đi qua, dưới sự hướng dẫn của các cha quản xứ, nhiều hội đoàn trong giáo xứ đã tích cực dọn dẹp, tiến hành lợp lại các mái ngói, chặt bỏ những cây đổ ngổn ngang trong sân nhà thờ. Một linh mục ở Tổng giáo phận Huế đã chia sẻ trên mạng xã hội về hậu quả của cơn bão số 5 như sau. Theo đúng như dự báo, cơn bão số 5 đã đến và gây thiệt hại không ít cho đồng bào miền Trung, vốn đã nghèo lại càng nghèo thêm. Sau cơn bão 2 ngày, hôm nay mình mới có dịp vào mạng xã hội được. Vì đường dây điện cũng như dây điện thoại đều bị hỏng, người ta cho biết mấy ngày nữa mới nối lại được. Trưa hôm ấy, mình đã đi một vòng tham quan và ghi lại được một số hình ảnh. Và hôm qua, đi một vòng xa hơn, thăm viếng một số hộ gia đình. Nhưng rất tiếc điện thoại hết pin nên không ghi lại được những hình ảnh khó tin vì sức mạnh của gió bão. Rất nhiều nhà bị chốc mái theo gió bão mang đi xa. May mắn là không bị thiệt hại về người. Trong hai thôn làng Thanh Tân và Sơn Quả, chỉ có 3 người bị thương nhẹ. Cũng may là sau cơn bão trời tạnh, nắng được hơn một ngày để người ta dọn dẹp và sửa chữa lại đôi chút để có chỗ ngủ nghỉ. Nhiều gia đình không đủ khả năng để lợp lại mái nhà. Trưa hôm qua, nhân viên trong hai thôn làng đều đã đi từng nhà để ghi nhận thiệt hại, nhưng không biết khi nào mới có được tiền tài trợ. Hôm nay, mình cũng đi thăm một vòng xem có thể giúp được gì cho những người neo đơn già cả và bị thiệt hại nặng. Mong các bạn hữu xa gần tiếp tay cứu giúp người khi gặp hoạn nạn, thiên tai và xin Chúa trả công vô cùng cho người làm ơn, làm phước cho chúng con.